Chủ tịch Cần Thơ, đóng cửa nửa thế nào cũng bị rầy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, thích ứng với điều kiện. Hoàn cảnh mới chứ giờ mà đóng cửa nữa thì thế nào cũng bị rầy. Chiều mùng 2 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều bằng hình thức trực tuyến trước kỳ họp cuối năm 2021. 7 ngày ghi nhận 1.457 trường hợp dương tính sát COVID-2. Cử tri đã có nhiều ý kiến đóng góp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội và an sinh của thành phố nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng. Trong đó, về phòng, chống dịch, cử tri bày tỏ sự lo lắng khi mấy ngày qua số ca mắc trên địa bàn. Thành phố tăng cao và đề nghị thành phố nâng cao năng lực y tế cơ sở gồm đầu tư thêm trang thiết bị và con người để chăm sóc sức khỏe người dân. Cạnh đó, cử tri cũng phản ánh việc thành phố chi hỗ trợ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng đại dịch còn chậm. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin một số vấn đề đến cử tri, nhất là về công tác phòng chống dịch của thành phố. Theo đó, ông Trường cho biết, dù số ca tăng nhưng công tác truy vết đảm bảo rất chặt chẽ. Thấy nhiều như thế nhưng ai đi đâu, làm gì biết hết, kiểm soát hết. Số liệu có đầy đủ từ phát hiện F0 đến đưa đi điều trị, cách ly F1. Công tác tổ chức rất chặt chẽ, bài bản, tuy nhiên về công tác phối hợp thực hiện có sơ xuất, chỗ này thực hiện tốt, chỗ kia thực hiện chưa tốt, ai chưa tốt ở đâu thì rút kinh nghiệm đó. 7 ngày gần đây, thành phố phát hiện 1.457 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tăng 1.129 trường hợp so với tuần trước, tăng vọt, trong đó, quận Ninh Kiều có 263 ca F0, hiện thành phố đang điều trị 1.420 trường hợp, 6.194 ca đã điều trị khỏi 76,63%. 107 ca tử vong đa số là người có tuổi, bệnh nền, Người trẻ cũng có nhân bệnh nền và chưa kịp tiêm vaccine, ông Trường cho hay. Về hỗ trợ bà con khó khăn, ông Trường cho biết chậm ở khâu tổ chức thực hiện chứ danh sách địa phương gửi lên là thành phố duyệt hết. Vì vậy, ông Trường đề nghị địa phương phấn đấu đến giữa tháng 11 chi hỗ trợ hết cho người dân theo danh sách được duyệt và rà soát chặt chẽ. Phát hiện ai chưa có trong danh sách thì báo ngay lên quận, phòng chống dịch gắn với khôi phục kinh tế. Thông tin đến cử tri, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế xã hội của thành phố, trong đó có 7 chỉ tiêu nhóm xã hội đạt và vượt, 10 chỉ tiêu nhóm kinh tế chưa đạt thì cố gắng đến cuối năm sẽ đẩy nhóm chỉ tiêu này khá hơn. Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 5.000, hơn 9.000 doanh nghiệp đã tái sản xuất, bắt đầu nộp thuế trở lại. Thời gian tới, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch gắn với các biện pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn và có sự gắn kết với các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Trong đó, việc phòng, chống dịch rất quan trọng. Để việc phòng, chống dịch hiệu quả không ai làm tốt hơn chính bản thân từng người dân. Từng người dân không tự ý thức bảo vệ mình thì chính quyền rất khó quản lý được. Các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân thích ứng trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới chứ bây giờ mà đóng cửa nữa thì thế nào cũng bị rầy. Nghị quyết 128 đưa ra phải thích ứng nhưng thích ứng như thế nào thì chính quyền với người dân cùng làm thôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nói. Bên cạnh đó, đảm bảo hệ thống y tế cơ sở đủ mạnh để hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe của người dân tại nhà, nhất là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay. Ngoài ra, ông Trường yêu cầu để nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do dịch, để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là những dự án trọng điểm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!